Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông. Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ, là nên là bạn ấy không có báo cáo. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Hai chị em mình ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một cặp vợ chồng hết sức là đặc biệt nha. Và đặc biệt như thế nào, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ. Chào chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Con ở đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội. Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Ồ. Mời em. Dạ vâng ạ. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên. Con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ, và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Không có ấn tượng nhưng gì. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc, kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ, tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi, và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Con cũng có một cái ấn tượng kiểu nho nhỏ, cứ kiểu như là con thì con rất là ngại, mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp để cho ăn, kiểu cổ vô tư đúng không? Có nghĩa là kiểu thế này vô tư ạ. Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ, và cũng hơi là lạnh lùng, thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao, ở đây là vui thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Theo kế hoạch con sao, con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn thôi. Tư vấn cho một người anh khác. Anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả. Ô mai. Hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này, con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó, em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng
Này em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được là... mà không nói lý do? Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à, dính bẫy rồi đấy. Ôi, bẫy rồi đó, dính rồi đấy. Mà đi bao lâu? Có Thủy Tiên đi Thái Lan thì hôm hả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. À, lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui mừng. Lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời, đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Ừ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái trí ạ. Thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ. Nhưng người ta, con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ là anh thấy em làm cái này là không có được. Có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó, và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Thế là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con là... đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai gì? Hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết. Là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ dữ chuyện rồi. Gì? Trời ơi, dạ. Đó là cái chuyện hai gì? Đứa đều đâu lý do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Trời ơi, anh đập tiêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn.
con bị sốc luôn, trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi, bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh, nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy, vì là một người rất là tình cảm, nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả, ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi cái viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con, là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó. Như vậy đem quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành. Bây giờ qua cái phần kia đi, tới cái phần hấp dẫn nhất đây nè. Cô ấy đẹp quá, vâng, dễ thương quá, bây giờ lại là một hot tiktoker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau, dạ, thì cô có lòi cái tật xấu gì không? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao, nấu ăn thì sao, ở nhà có bừa bộn hay không đó, rồi những cái sau đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy, bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè cái thứ để cho cả gia đình ăn, thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà tiktoker giỏi luôn, nói chung là không, vâng, một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ, bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Và bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi. Con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái này nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế ạ. Nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không hút súng mất chiếc là cũng như thế. Vâng, cũng trùng chăn. Đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok và hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Cậu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo.
Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ, ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ, anh soi cái camera rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát zoom rỡ nữa, trời, xong rồi anh về anh đùng, tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được, trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số một bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ lắm, mà cách nào con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết, vô thay quần đó. xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có, trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không, còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời thì đã. Đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ, là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con, trời ơi, chăm con lắm, chiều con dữ lắm, vâng, hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xuống thêm nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt cầm thì uống liền Live Cool. Học trong lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết. Dạ không có ấn tượng. Cũng ấn tượng gì? Thực sự cái đó là có. Ông ảo tưởng, ông tưởng cho đâu là mình thích ổng cái gì? Khi còn tỏ tình là trong hết thương. Ổng vừa mới nói xong cái tự nhiên ổng kêu chị Huệ ra gặp luôn. Ói luôn. Mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nó. Mấy người mà trong cái danh sách đen mình like Facebook hay là bình luận hay gì, con là kiếm chàng với con. Cái đó là ghen bị bạ. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng hot TikToker này. Còn bây giờ mời quý vị, chúng ta hãy cùng nghe tiếp câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dạ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Dạ. Thôi, bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Hận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. Làm make up hả? Dạ. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết á. Dạ, không có ấn tượng gì hết. Tại vì các xa, ngồi xa dạ, không có gặp nhau. Nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Nhưng mà rồi sau một năm rồi á, thì bắt đầu tụi con mới nhận ra là mình cùng học chung một lớp. Dạ, con có biết là học chung thôi nhưng mà không có nhìn nhau. Chỉ nhìn được có một lần rồi thôi. Nhưng mà ý cô hỏi là sau một năm thì tụi con mới gọi là nhận ra nhau đó. Giống như là nói trong văn học á. Là nhận ra đây là một nửa của mình đó. Thì lý do nào? Lý do nào tại sao mà sau một năm thì mới... Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh nên là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Ủa em ơi, sao em nghỉ học hoài với em? Dạ, tại tính con thì không có thích bị gò bó với lại ham chơi lắm. Nên là đi học thì không cúp học thì cũng đi trễ. Vậy hả? Là ngồi thì ngồi sau cùng không mà. Dạ. Rồi sau cái vụ mà bạn này nghỉ học rồi thì con tiếp tục là xử sự với bạn này như thế nào? Có nghĩa là con không ưa không á?
Dạ không, con hết sức là bình thường. Chỉ để ý cái tên bạn này hay, tại vì con này điểm danh đầu giờ mà rồi. Cái lúc mà bạn ấy cái vô sau không, bạn ngồi phía dưới hay không thì con không có rõ mới lắm. Mới đầu là để ý cái tên là việc dạ, cúp học rồi dạ. Đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Cái thích đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng chứ đâu là mình thích ổng hay gì. Không không, chú nghĩ là gì nè. Lúc mà hai đứa ngồi trên xe đó là cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Dạ. Cho nên là con có dịp để mà con nhìn rõ cái dung nhan của bạn ấy. Sau một khoảng thời gian cô ấy cúp cua nhiều quá không? Dạ đúng rồi chú. Cho nên con nhận ra được cái khuôn mặt của cô này nó xinh đẹp. Cho nên là con đã có cảm tình với cô. Dạ hồi đó con xấu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bạn nữ là bạn nói về bạn này bị ảo tưởng. Có nghĩa là tưởng là người ta rủ mình đi chụp hình, có nghĩa là người ta đã thích mình. Ở Phan Thiết đó nghĩ cái... Thì khi mà người ta nghĩ là cái đối tượng này thích mình rồi là người ta cứ đeo đuổi cái ảo tưởng đó hoài. Để mà người ta đeo đuổi đó em. Thì thành ra là ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt là hoàn toàn có lý do hết. Khi mà mình đã chủ động là mình phải, vì mình nghĩ người ta thương mình mà. Dạ. Mình phải đeo đuổi đúng không? Dạ. Thì của nước chảy đá mòn, con làm riết tự nhiên ta cũng gãy đổ thôi. Đúng không? Ta phải đổ ngã trước cái tình cảm của con đúng không? Dạ. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ, dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Tại vì cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ rồi bạn dựa vô vai con trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương đó. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy gục như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không chứ. Biết ngay luôn. Bởi vì chú Thuận thở ra là cô biết chú Thuận đang tính hỏi cái gì rồi. Mặt kỳ lắm, mặt gian thần. Lúc mà mặt gian thần. Hả, ngủ mà có cái tạo một cái điểm ấn tượng gì với con không? Đó. Dạ không. Lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ, dạ có con. Tại vì bạn này cũng là theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn ngủ. Phải chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Ngon lắm luôn. Tại vì thơm. À, người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. Cái tựa vô thấy nó chắc. Chắc. Mê luôn. Mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không này đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Sau cái chuyến đi trở về thì sao? Về thì cũng có nhắn tin. Ai chủ động nhắn? Dạ, tại vì lúc đó là tụi con là phụ trách về trong nhóm là mua đồ và quản lý tiền á, cho nên là sau khi về thì tụi con phải nhắn tin qua lại để xử lý những cái vấn đề không con ngoài đó. Những cái công việc đó ra có nhắn tin có cái gì đó nó có một chút xíu gì là coi như là tỏ tình hay không? Dạ không. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian, cái sau có những lần đi chơi nữa là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Dạ lúc đó vẫn đi chơi nhóm thôi. Không đi chơi riêng á, đi chơi riêng á. Hỏi đi chơi riêng hả? Chắc phải một hai tháng sau hả? Noel. Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, em đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân Một nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng, 3 tháng sau. Ủa, đâu, mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Quen nhau trước Noel rồi tỏ tình trước hay là ngay đêm Noel hay là sau Noel? Dạ đúng rồi, trước Noel. Cái trước Noel là tỏ tình rồi. Là dạ, tỏ tình rồi. Dạ. Là xong rồi Noel mới đi chơi với nhau đúng dạ, không? Tỏ tình đâu? Đêm Noel đó có tỏ tình nữa không? Dạ không có tỏ tình nữa mà bắt hung. À, cái đó mới là cái mà nứt thứ nhì của tình yêu. Em hiểu không? Lần đầu tỏ tình say ke xong rồi bắt đầu về tỏ tình rồi đi chơi. Dạ. Đêm hùng. Noel là hùng. Đời hung. Tình yêu tiến triển rất là hợp lý em. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Ở quán cà phê hay quán nhậu? Tại đâu?
con tỏ tình ở nhà cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ. Mượn rượu tỏ tình đó chị. Đó. Cái lúc đó thì con xỉn rồi. Cái ra ngoài đứng lúc đó là đã hít rồi, đã hít nhau rồi. Nhưng mà không có nói hẳn thôi. Cái con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó. Cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ông say á, cái ông ra hết, ông ói luôn. Dạ ông vừa mới con hít thương cái ông làm vậy lên, lúc lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao, là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền, giống như nhìn vô mặt cái mắt ói á. Dạ đúng thì... rồi, kiểu kiểu như con nói bị tổn thương đó, trời ơi, cái mặt ủa sao tự nhiên nhìn tôi cá nói vậy, tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Miệng đã xong rồi là ói liền. Rồi mà mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Giống như nhậu mà quá mà, trời. Mà sao bữa đó con quê không con? Dạ lúc đó xỉn quá. Có biết gì đâu quê con đúng không? Nhớ. Dạ. Nhưng mà sau đó tức là qua ngày hôm sau đó là con tới đó mắc con cỡ. Nghe là cái mùi cái mùi hương đó, cái mùi hương ói đó. Rồi con có mắc cỡ. Cực kỳ mắc cỡ. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc. Dạ. Rồi sao con? Con á thương á. Dạ. Rồi sau đó con thấy thương anh không? Dạ, lúc đó dọn thì mình lỡ dọn rồi thì nghĩ là thôi mình ngu mình dọn rồi thì mình phải làm khổ đó thôi chứ giờ sao? Làm khổ nó sao? Khổ nó bằng cách nào? Dạ, từ hồi quen tới giờ nó khổ lắm. Dạ. Nhưng mà ngay hôm đó là con nghĩ là con phải làm khổ nó bằng cách là tao phải quen mày cho mày khổ đúng không? Dạ, hay sao? Đúng rồi, cũng nghĩ kiểu nghĩ vậy á. Trả thù. Trả thù vì ói. Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi đến đêm Noel cái bị nó hung. Dạ không, năn nỉ con hung mi. Năn nỉ sao đâu, kể chính xác đi. Dạ đứng cái câu chuyện đó làm sao nè. Dạ đi về trước cổng phòng trọ cái 12 giờ đêm mà cái lúc đó xui nữa là cái cổng phòng trọ bạn con nó khóa cửa nó ngủ mà nó gọi bao nhiêu đứa nó cũng không ra mở cửa hết trơn á. Cái là ổng phải phụ con leo cổng vô. Thì rồi xác định leo cổng là phải đụng chân đụng tay đụng mông rồi. Cái ổng kêu thôi về cái trước khi về cái hung cái cái con kêu hôn đâu, kêu hôn má, chuyện nhỏ, cái hôn luôn. Cái đó là lần đầu tiên hôn á. Trời ơi, hôn là hôn môi như thế nào vậy? Dạ, trời còn cái lần mà hôn môi á, kinh khủng lắm. Lần hôn môi là lần nào? Hôn môi không nhớ nữa, nhưng mà hôn môi cái... Ông hôn môi xong, ông giả nai, ông về ông nhắn tin, ông xin lỗi. Mà con thì trời ơi, nai quá. Kiểu như... Chỉ thừa biết em hả? Dạ không, lúc đó con tưởng thiệt. Tại vì lúc đó chưa thấy quen ai mà con nghĩ trời má ơi hôn môi không có kinh nghiệm còn xin lỗi nữa. Cái lần đó là hôn gài hôn sao? Dạ thì hôn vậy thôi chứ kiểu như nó giả nai chưa có kinh nghiệm gì mà đúng chưa? Dạ. Mà sao con lại xin lỗi nó? Cái đó là cái chiêu của con thôi. Dạ. Vậy cái lần đấy thì cũng vô tình con sợ bạn ấy, bạn thấy con hôn vũng về. Dạ. Mà sợ bạn ấy có nghĩ tiêu cực về mình. Thôi giờ xin lỗi đi cho chắc. Xin lỗi. Dạ. À, cho chắc ăn dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật ra là mình cũng có kinh nghiệm hôn mà đúng không? Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên có đẹp không? Lâu? Cái dài bao nhiêu lâu? Dạ. Tới bây giờ khi tụi con cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau tới 6 năm, dạ. 4 tháng, 20 ngày. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn gì? Có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Tại đập con mà quen mà đập đồ là con bỏ à. Tại con sợ lắm. Còn có giận nhau mà hình như là giận lâu nhất là 1 tháng thôi. Dạ. Thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc với đi đâu đi đâu đi Nhật Bản à là hai đứa điên lường hai hả? Đứa cùng đi làm mà bên đó. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. Nhưng hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi sát nhau cũng xa. Không nhưng mà đi xe lửa đâu. Thôi đúng không? Dạ. Xe lửa đều cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc mà đang yêu nhau vậy xong rồi con đi Nhật á, lúc đó là lúc ấy con đau đớn không? Sợ không? Dạ tại vì nói sợ vợ giận chứ tại trước đây á lúc mà còn hồi cấp 3 thì cũng có thích một bạn
bạn ấy về Bắc xong rồi cái mình không có muốn mà có một cái tình yêu mà nó xa cách như vậy. Yêu xa, con thích yêu xa. Dạ, cái lúc mà vợ đi Nhật rồi ấy, bằng mọi cách là con xin mẹ để mẹ chấp nhận cho lại con đi Nhật. Đi theo. Đi lần lần. Tức là phải đu theo. Dạ. Phải đu theo liền đúng không? Bị ám ảnh đó. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Là con sẽ canh thứ bảy chủ nhật, hoặc là lúc đó con sẽ xin nghỉ phép đó, tại bên Nhật sẽ có nhiều nghỉ phép thì con sẽ đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Là thì để xuống gặp anh. Đi ban ngày. Dạ, để qua gặp anh. Dạ không, đi ban đêm, tức là buổi chiều thứ sáu là con đi làm về tới nhà là 6 giờ tối. Sau đó là con đã gom đồ sẵn từ đêm hôm trước rồi, cái con sẽ xách đồ con đi thật nhanh tại vì sợ sợ trễ tàu á. Trễ tàu. Dạ, thì là con lên tới cái ga đó là 8 giờ thì 8 rưỡi con sẽ lên xe buýt đi qua bên đó là 12 giờ đêm. Dạ, thì chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó mà là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ nhớ hoài, nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi, nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á, thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết, một mình con phải đạp xe đạp chạy trên cái đường cách đó cũng khoảng 20 phút từ cái ký túc xá con ở đến cái ga để rước vợ. Bữa nào mà không mưa hay là mát mẻ thì không sao, gặp bữa trời mùa đông á, tuyết không có dạ tuyết thì nó rơi dày nè, phải bừa tuyết mà đi, mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy nó đẹp đẹp đúng không? Là thấy đẹp quá em. Dạ rất là đẹp. Lúc đó thì có thể là có những lúc mình cảm thấy hơi mệt, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại là nó quá đẹp luôn, quá là thơ mộng đúng không cơ? Rất là ông nói là tối thứ sáu là ông không bao giờ thấy mệt hết á, ông chỉ mệt ngày chủ nhật thôi. Chở em cỡ nào cũng không mệt đúng không? Mệt đó. Là phải chia tay về đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ý cô hỏi là con có lên chỗ bạn không hay là chỉ có bạn xuống chỗ con thôi? Đúng rồi. Chủ yếu là con lên. Dạ. Tại vì thứ nhất là con thì lúc đó cái vốn tiếng Nhật của con nhiều hơn. Là con quen với mấy bác người Nhật ở bên đó. Thì thường thường ra bên kia thì có hai bác người Nhật bên kia rất là thương, thì là tụi con sẽ được có hai bác vui hơn, với lại đi chơi á. Với lại các bạn anh mấy anh ở bên chỗ chồng con cũng dễ thương lắm. Dạ, cho nên là tụi con sẽ thân ở phía bên đó hơn. Thì con sẽ qua nhiều. Mỗi lần mà gặp nhau á, là buổi khuya như vậy á, thì thấy là rất là hạnh phúc. Mặc dù nó có lạnh, nó có vắng cái nào cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái lúc mà đưa vợ về á, dạ nghe tới chuyện chủ nhật á, buồn thế buồn thảm thiết đúng không? Nhưng mà thật sự phải nói là cảm ơn hai em kể một cái câu chuyện, một cái tình yêu xứ người, mặc dù nó có những cái gọi anh là vô khó phim khăn rồi đó. Như vậy nãy giờ là anh đã biết một tuần là anh đã găm vô cái đầu mà không tóc của anh để anh làm phim rồi đó. Đúng không? Anh rất thích nghe những câu chuyện như vậy. Chị một à, chị hai, chị đi guốc trong lòng của em luôn. Nói em nghe vậy đó, nhưng mà cái đầu em bắt đầu em suy nghĩ đó, một cái đường rầy xe lửa không cần thiết ở Nhật, ở Việt Nam thôi. Đường rầy xe lửa sẽ là như thế nào? Focus chỗ nào, ấy chỗ nào, trời ơi dễ sợ lắm. Hay quá. Đó, nhưng mà vì lý do gì mà các em lại quay trở về Việt Nam? Dạ. Và không đi làm bánh nữa. Ngay từ đầu thì con xác định là con muốn đi Nhật vì con muốn biết Nhật Bản như thế nào, tại vì con nghe nhiều anh chị đi thì con thích á. Thì con muốn đi để trải nghiệm thử. Thì sau khi mà đi một thời gian thì mình cũng trải nghiệm rồi, với lại cái khoảng thời gian mà tụi con xa nhau á, nó nhiều quá. Với lại lúc đó cũng xác định là khoảng thời gian bên Nhật thì nó bây giờ nó không còn giúp gì cho cái tương lai về sau nữa rồi. Thì con quyết định về nước. Xác định là về nước. Dạ. Không nơi nào bằng quê mẹ đúng không? Đúng, dạ, đúng rồi. Và điều quan trọng đó là về đây không có dịch. Dạ đúng rồi. Bây giờ ba mẹ chồng con á, nói về là đây trước dịch đúng không? Dạ đúng rồi. May á là nếu không bây giờ là bị kẹt ở bên kia là dính 2 năm luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ bạn mẹ con bây giờ là chưa có về được. Và chú chỉ hỏi vợ. Ba mẹ của con là ở bên kia? Dạ không, ba mẹ con ở đây. Ý là vợ nói là không về là không về luôn. Không về là sẽ là không bị không về dính được đấy luôn á. Chú là chỉ hỏi vợ con thôi chứ không hỏi con. Vì chú biết là vợ con về là con cũng phải cuốn gói con về theo. Đúng không chị? Rồi, bây giờ nè, từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ con về là tháng 7 năm ngoái.
Ta cưới tháng 6 năm ngoái đúng không ta? Ủa năm trước ta, năm trước. Năm trước nữa. Dạ, trước năm dịch ấy. Mà, đúng dạ, không? Đó. Rồi về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Ừ. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ. Cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Ừ. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết dạ không? Không phải dịch mà là chia tay á. Cãi nhau chia tay. Ủa sao vậy? Lý do gì? Vậy vậy? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đã chẳng hỏi giả thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy hai năm thì không có cãi nhau lần nào. Dạ. Trong cái khó khăn này không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau. Làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích đâu vì người ta phải lo tiền, ta kêu dạ, cưới vợ. Dạ cái lúc đó không phải là con không quan tâm vợ mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là mình không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Ở Nhật là chỉ có đi làm về rồi xong rồi enjoy rồi nhớ vợ, nhắn tin rồi. Còn bây giờ là làm ở đây rồi còn phải tìm nhiều cách khác để làm nữa. Để kiếm tiền rồi mua nhà, mua cửa chứ. Đúng không con? Tương lai nó xa hơn đó. Đó, nhưng mà cuối cùng thì các bác con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị à. Tới cái trang này nó là chuyển qua cái trang gọi là thực tế phủ phàng. Thực tế phủ phàng à. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nè coi có tật xấu gì không kể. Cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bời bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này cái chỗ kia cái. Dạ. Ê. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi chúc mừng. Như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải giờ tao lo cái này thay đổi nữa. Tao mệt, nội tiết tố tao thay đổi tao mệt. Thôi ủng hộ. Dạ từ trước đó cũng có nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó vẫn cãi chày cãi cối. Thôi vẫn chấp nhận đi. Thôi vẫn rồi bừa bộn đi rồi. Tật xấu bừa bộn. Rồi sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi nấu trước con ngoài sau dọn tiếp sau. À đó, đó là bừa bộn đó. Rồi. Sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở thôi chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Nghĩa là có hay la em không? Có hay cằn nhằn em không? Đó. Dạ có. Cái gì mà không vừa mắt là đó. Cằn nhằn, cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ tại vì cái tính mà bạn em ấy như vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ không ghen bậy bạ đúng không? Còn... Như là con có cái để cho người ta ghen đúng không? Dạ không. Ghen bậy bạ là khi nào mà con không có cái gì hết trơn á mà nó cứ ghen, cái đó là kêu bằng ghen bậy bạ. Ghen bóng ghen gió. Còn nếu mà ghen là tại vì con có cái gì cho vợ con mới ghen. Đấy, phải có một cái gì đó thí dụ như là xác định rõ nè. Vì xác định rõ nè, ghen bậy bạ hay là ghen đàng hoàng? Đó. Ghen bậy bạ. Chắc ghen tại vì á cái bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái thì... đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nhà con phải xác định vô cái đó là ghen bậy bạ. Rớt vô những thưởng ngày vô phạt ghen cái đó là không có được. Thôi vậy lóc Facebook luôn đi, cái đó là rớt vô những ngày khó ở mới vậy. Nhà bình thường rồi bình con thường cũng sao? Vậy luôn ngày bình thường họ con không sao. Thí dụ như bây giờ là con đang có em bé đi. Dạ. Thì ảnh có bao giờ mà ảnh làm con bực bội không? Có nghĩa anh có bao giờ anh vô tâm không? Dạ vô tâm thì không. Ổng rất là cưng từ hồi cưới, từ hồi quen luôn á. Nhưng mà có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói con mệt cái con nằm con không phụ đâu, không làm gì hết trơn á. Xong ổng kêu là bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như thế này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ông la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau tới sáng.
là cái kỳ đó là cãi nhau rồi cũng lớn lao là cái kỳ đó đó, phải không? Dạ, cái đó là chỉ là hơi lớn thôi, tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Số kỳ với người đàn ông không ăn bầu. Cái đó là tại không phải vì con không có muốn phải vợ thế này thế kia, tại vì cái lúc đó là mình không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Sốc ruột quá đúng dạ. không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được, ấy này kia, vật vờ, mình rất là khó chịu trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết. Đó, đúng dạ. không? Nhưng mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Mà thật ra đó là đứa con mà con đầu á thì nhiều khi nó sẽ có chuyện nó xảy ra, mà là con thứ hai chắc không có đâu, tại hiểu tâm lý rồi. Dạ. Tại thật ra là vợ anh đứa đầu tiên anh cũng có những cái mà anh rất là vô tâm. Sao lúc anh lúc chú vậy ông nội? À quên lộn. Đó. Có nhiều là chú hồi xưa cũng bị tình trạng y chang vậy đó. Dạ. À, nhiều khi mình cũng sót vợ mình nhưng mà mình không biết cách nói á, mình không biết cách chia sẻ đó, cho nên là vợ giận rất là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nha. Đúng dạ. rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. À, dạ. Nghe con. Ừ. Rồi sao chồng nữa con, nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có không 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ có ai tặng quà, tặng hoa và nói những lời yêu thương với con không? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi. À. Tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. À. Dạ. Rồi vậy tập luôn đi con. Tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi, dạ. bây giờ tập bắt đầu mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Đó. Đó, đi làm bộ mượn mây đẩy trăng á. Con ơi, con nói cho ba nghe coi mẹ con thích cái gì nè. Đó, thấy chưa? Cái bên kia giả bộ thay lời con nói á. Nói đi tan, mẹ thích cái hộp nè. Xoàn 8 ly nè. Ví dụ vậy hiểu không? À, rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ, con chỉ có một mong muốn là chồng con có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói để con lúc đó con không phải bị khùng khùng lên con chửi sản á. Dạ. Là con sẽ canh những lúc mà chồng con bình thường để con chửi. Con lựa lời á, lựa lời nói rằng cho cái gì cho vừa lòng nhau á, lời nó không mất tiền mua đó. Đúng rồi. Ừ. Tại vì dần dần khi mà quen được 6 năm thì con hiểu được là lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng không nóng, lúc nào mình la ổng là ổng nghe. Nên là bây giờ sau khi cưới thì mới cãi nhau có lần, còn lại là bình thường, vui vẻ. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. À, vậy thôi hả con? Thôi, dạ. Con. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á, sau này á, mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Đó, bắt đầu là mấy giờ đầu tiên á, chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè. Trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng. Tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Cái đó là cái rất quan trọng. Ví dụ như là sữa sùng rồi luộc bình ở đâu, bình sau khi con bú rồi làm sao, rồi hơ hấp chỗ nào. Nói chung là con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Đó là như vậy. Dạ, dạ, dạ. Con nhớ. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn, cảm ơn hai con. Nhiều. Bây giờ mời hai con đến với cái phần hấp dẫn nhất của chương trình. Nha. Dạ. Là phần gì vậy? Là phần kiểm tra huy và bốc thăm may mắn. Dạ. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra huy và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải 115g với thành phần 80% ruốc tươi và muối, pha thêm một ít gia vị khuấy đều cho đến lúc nổi bọt, dùng để chấm hoặc nêm trong các món bún, tạo ra những món ăn ngon trong gia đình. Mắm tôm Bắc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ quà tặng đến từ nhãn hàng Lavina Food, sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi. Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi được chiết xuất từ những cây mía tươi ngon ở vùng Lam Sơn, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Đức, chứa nhiều loại axit amin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là hợp chất octacosanol tự nhiên mang lại tinh thần thoải mái và vui khỏe mỗi ngày. Và thứ ba đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool, bao gồm 2 thùng nước uống, phần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Món quà thứ tư
đó chính là nước uống ion kèm cao cấp Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước, mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước ion kèm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Còn bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nè, đâu lưng lại nhau nè. Nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động? Wow, nhớ chưa? Chồng hay vợ? Đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động? Thường là mấy anh chồng chủ động hết. Câu hỏi quá dễ chị Một à. Rồi mời hai vợ chồng em quay ra coi. Ai là người chủ động hôn, nụ hôn đầu tiên? Quay ra. Chồng, chính xác. Chồng, thấy chưa? Thì là chồng thôi. Không chứ có bà vợ nào mà chủ động hôn hết trơn á. Với kết quả vừa rồi thì xin mời hai anh chồng chủ động bước lên một bước. Hai anh chồng bước lên một bước. Rồi nhìn nhau cái đi. Chuẩn bị. One, two, three. Rồi thôi. Một phát một. Rồi, như vậy thì mời hai vợ chồng em chọn đi. Màu nào? Màu xanh. Hai vợ chồng em màu nào không? Màu hồng. Hả? Hồng, nó chọn màu hồng. Thôi gì, chị màu gì? Chị màu vàng. Rồi em màu đỏ vậy thôi. Ừ, rồi. Vậy thôi. Mời các em bước lên. 2, 3, mở. And wow, chúc mừng chị đã trúng được thùng nước nha. Trời ơi, cầu được ước thấy luôn. We will cool. We will cool. Trời ơi, uống vô nó bổ dưỡng lắm chị ơi. Nó là thảo dược mà. Mà đặc biệt cái nước của nó không có ngọt cắt nha. À, chúc mừng tôi đã nhận được một phần quà, đó chính là Mitazi. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, cuối. Wow. Ôi, nước mắm Chí Hải. Ôi. Sao, con khoái ăn mắm hả? Nước mắm, khoái ăn nước mắm không? Nước mắm. Con đam mê. Đam mê mắm đúng không? Rồi, với kết quả khui hộp vừa rồi thì chúc mừng hai vợ chồng em đã nhận được một phần quà. Đó chính là sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp Fujiwa và đi kèm với món quà này. Đó chính là gì? Đó chính là miếng cước chùi nồi. Đó, cầm đi. Ý nghĩa của miếng cước chùi nồi là gì? Miếng cước chùi nồi này nó có ý nghĩa không phải là về để chùi nồi, mà là đem về treo ở trên giường, treo lủng lẳng cho nó. Mỗi ngày các em nhìn thấy miếng cước chùi nồi. Ý nghĩa của nó là gì? Đó chính là một sự hạnh phúc bền chặt, không có gì mà rứt, không có gì mà cắt, không có gì mà xé ra được. Đầu năm bé. Trà, cuối năm của em bé. Chúc mừng hai vợ chồng của Thủy Tiên đã nhận được một phần quà, đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải. Ăn vào sẽ nhớ mãi. Rồi, kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Đây mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn yêu mến và ủng hộ chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah!